Một đêm giông bão. Một đêm giông bão. Nhưng bé cừu nằm mơ cũng không ngờ được, kẻ hẹn hò cùng với mình vậy mà là một con sói. Sói hoàng cũng vô cùng kinh ngạc, nó vậy mà muốn cùng một con cừu ăn trưa. Chính là ngày hôm qua, mây cùng bạn bè đang ăn cỏ ở sườn đồi. Đột nhiên bầu trời đầy mây đen, tiếng sấm rền vang, giông bão đột nhiên kéo đến. Mây sợ hãi vội vàng bịt tai lại, nhưng sợ cái gì thì cái đó đến. Mây suýt chút nữa đã bị sét đánh thành cừu nướng nguyên con. Nó hốt hoảng lăn xuống sườn đồi, trong cơn mưa bão tuyệt vọng chạy trốn. Nhưng những tia sét này dường như có mắt, dù mây có nỗ lực né tránh như thế nào chăng nữa thì vẫn bị tia sét đánh xuống một cách chính xác. Mây chỉ có thể vùi đầu lao về phía trước. Đột nhiên một ngôi nhà gỗ nhỏ hiện ra trước mặt bé. Mây vội vàng chạy về phía đó. Điều tương tự cũng xảy ra với sói hoàng Gabu. Tiếc là trong nhà tối quá, cộng với cảm lạnh và nghẹt mũi do mưa lớn, họ không thể nhìn thấy nhau, cũng không thể ngửi thấy nhau, đều tưởng rằng bản thân đã gặp được đồng loại ở đây. Gabu nói bản thân sống ở thung lũng. Mây vô cùng khâm phục lòng dũng cảm của nó, vậy mà dám sống ở địa bàn của cả đàn sói hoang như vậy. Bé và những người bạn của mình sống ở núi Miamien ở đằng kia. Nghĩ đến những chú cừu béo khắp núi non đồng bằng, Gabu cảm thấy đối phương thật hạnh phúc, sống ở một nơi mà không cần lo đến đồ ăn thức uống. Mây nhớ đến đồng cỏ xanh non mỡn, cho rằng những gì Gabu nói thật đúng. Mặc dù chúng không nói cùng một thứ, nhưng lại có thể thông qua trí tưởng tượng, khéo léo kết nối lại với nhau. Khi nói chuyện thân thiết hơn, Mây phát hiện mình có nhiều điểm giống đối phương. Gabu cũng tưởng bản thân đã gặp được tri kỷ. Họ hẹn nhau sáng mai sẽ gặp nhau ở căn nhà nhỏ để đi ăn trưa. Mật mã bí mật là một đêm giông bão, thế nên mới xảy ra cảnh xấu hổ ở đầu. Thì ra đối phương không cùng loài với mình, nhưng họ vẫn quyết thực hiện lời hứa, cùng nhau lên đỉnh núi ăn trưa. Nếu như cậu thật sự muốn ăn thịt mình, thì vừa rồi ở trước căn nhà gỗ cậu đã sớm ăn rồi. Không sai, tôi lớn lên dù trông hơi xấu xí đáng sợ, nhưng điều tôi trân trọng nhất là tình bạn. Tôi cũng vậy, bà tôi thường nói rằng tình bạn chính là thứ quý giá nhất, phải trân trọng nó thật tốt. Không sai, mẹ mình cũng vậy. Bà ấy cũng dạy tôi phải biết trân trọng tình cảm. Nhưng còn đi chưa được bao lâu, họ đã gặp một cái vách núi. Gabu vô cùng tự tin nhảy qua, nhưng vô tình đánh rơi bữa trưa mà bản thân mang theo. Nó chỉ có thể lúng túng giải thích mình không đói. Thực tế là sáng nay nó thậm chí còn chưa ăn sáng. Cái bụng bây giờ đã kêu ùng ục vì đói, đặc biệt là khi nhìn thấy chú cừu bụ bẫm trước mặt. Nước bọt không thể ngừng chảy xuống. Đúng lúc Gabu đang phân vân có nên hạ mồm không, thì họ đã đi lên đến đỉnh núi. Khung cảnh vô cùng đẹp tráng lệ, khiến Gabu tạm thời từ bỏ ý định của mình. À, nơi đó là núi Miamien. Đúng vậy, mình cũng thường đi đến bên đó kiếm thức ăn. Hử, đồ ăn? Không có, mình nói là ở bên đó không có thức ăn phù hợp với mình. Thật sao? Tất nhiên là thật rồi, mình chưa từng ăn thịt cừu bao giờ, thậm chí còn không biết thịt cừu có mùi vị gì. Nói cũng đúng, chúng ta bắt đầu ăn trưa thôi. Lúc này, Mây bỗng nhiên nghĩ đến bữa trưa của Gabu đã rơi, cho nên bé quyết định lấy bữa tối của mình ra và chia sẻ. Nhưng Gabu khẳng định nó không đói, nhưng cái bụng lúc này lại kêu lên ọt ọt. Mây đột nhiên ý thức được Gabu là động vật ăn thịt, cho nên không ăn cỏ. Thứ vừa rồi cậu đánh rơi không phải là thịt cừu chứ? Sao có thể chứ? Cậu biết đấy, mình đời này ghét nhất chính là ăn thịt cừu. Chỉ ngửi thôi cũng cảm thấy buồn nôn. Cậu đúng là một con sói tốt bụng. Đó là đương nhiên, mình chính là con sói tốt nhất trên đời. Thôi cậu đừng quan tâm tôi nữa, mau ăn đi. Tôi mệt quá, tôi ngủ trước. Thế là Mây mở túi đồ ăn của mình ra, bắt đầu tự ăn uống vui vẻ. Gabu ở bên cạnh căn bản không thể ngủ nổi. Thỉnh thoảng nó lại đánh mắt liếc về phía Mây. Đồ ăn cơm ngon ở ngay trước mặt, thử hỏi con sói nào có thể thờ ơ chứ. Khi Mây quay đầu lại, nó lại giả vờ bản thân đã ngủ thật say. Ăn xong, Mây cũng nằm xuống bãi cỏ bình yên chìm vào giấc ngủ, không hề để ý bên cạnh mình là một con sói lớn xấu xa. Lúc này Gabu đã mở đôi mắt của mình ra, nhìn bộ dạng cậu ngủ trông đáng yêu quá. Khi ở cùng với cậu, cậu khiến mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng vấn đề là trước mắt là một miếng thịt, nếu như cho vào miệng nhất định sẽ rất tươi ngon. Không được, cậu ấy là bạn mày, tuyệt đối không được. Nhưng mà có nhiều đồ ăn như vậy, thịt cừu là thứ mình yêu thích nhất. Tôi sẽ cắn một miếng nhỏ thôi. Là bạn bè cậu cho tôi cắn một miếng nhé. Mây đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy bên tai, thế là liền tỉnh dậy trong cơn mơ. Kế hoạch của Gabu cũng không thành công, còn Mây đã nghỉ ngơi đủ cho nên chuẩn bị đi về. Nhưng Gabu lại đứng đó không hề di chuyển, nhìn miếng thịt cừu bụ bẫm trước mặt, nó không thể kiềm chế được nữa và lao tới dùng bữa. Nhưng Mây đột nhiên quay người lại. Sao vậy? Không có, mình chỉ có một chuyện quan trọng muốn hỏi cậu. Hử, là chuyện gì vậy? Mình muốn hỏi là lần sau chúng ta bao giờ gặp mặt? Cứ như vậy cả hai đã
quyết định được thời gian lần sau gặp mặt. Nhưng trưởng lão của đàn cừu bất ngờ mở cuộc họp. Thời gian gần đây, sói hoang thường xuyên xuất hiện ở khu vực này. Mọi người tuyệt đối không được đi đâu một mình. Mây lại đem lời này giống như gió thoảng qua tai, nghe được một nửa thì lặng lẽ rời đi. Thời gian hẹn gặp mặt Gabu đã tới, không ngờ lại bị bạn bè phát hiện. Biết được Mây sẽ đi lên ngọn núi Mian Mian, bạn bè đều bị dọa sợ hãi. Gần đây xảy ra rất nhiều vụ sói hoang bắt cừu. Bà nội cũng dặn dò Mây phải chú ý an toàn, để tách đàn đi một mình. Trong lúc cấp bách, Mây chỉ đành thỏa hiệp, dẫn theo hai người bạn của mình đến địa điểm gặp mặt. Gabu đã chờ đợi rất lâu, bỗng nhiên thấy ba con cừu béo xuất hiện trước mắt. Để tránh bị phát hiện, nó vội vàng nhảy vào trong lùm cây trốn. Không nhìn thấy Gabu, Mây cảm thấy vô cùng buồn bã. Bạn bè còn tưởng bé sợ hãi, vì vậy đã phổ biến khoa học về cách chống lại sói. Khi bầy sói hoang xuất hiện, dùng sừng hất bay con sói, sau đó dùng chân sau đá mạnh một cước. Vô duyên vô cớ bị con cừu đá cho một cái, Gabu vô cùng tức giận lập tức nổ cơn thịnh nộ, há to chiếc miệng dọa sẽ ăn thịt cừu non. Hai người bạn sợ hãi trực tiếp lăn xuống núi, đến đầu cũng không dám quay trở lại. Không có bạn bè làm phiền, Mây đã có thể yên tâm hẹn hò cùng với Gabu. Họ nhàn nhã đi dạo trong rừng. Đối với tình bạn đã vượt qua cả giống loài này, cả hai đều âm thầm che giấu đối với đồng loại của mình. Dù chỉ là những người bạn bí mật, thì Mây và Gabu vẫn vô cùng thỏa mãn. Mặc dù họ sống ở những nơi khác nhau, nhưng luôn nghĩ ra biện pháp để biểu đạt tâm ý với đối phương. Gabu tự tay xếp một vòng tròn bằng đá. Lần tới họ gặp nhau ở núi Lolo, Mây nhận được tin tức này thì vô cùng mong chờ. Nhưng điều không ngờ là, trong cuộc họp của thủ lĩnh sói hoang, điểm săn cũng được đặt ở núi Lolo. Mọi chuyện bây giờ đang trở nên tồi tệ. Nếu Mây bị những con sói hoang khác phát hiện, chắc chắn sẽ bị ăn thịt. Nhưng Mây không hề hay biết chuyện gì, vẫn đúng giờ đi đến núi. Trùng hợp là hôm nay trên đỉnh ngọn núi sương mù dày đặc. Không biết Gabu đã đến chưa nhỉ? Gabu. Chết rồi, tiếng to quá. Nếu như bị sói hoang nghe thấy thì thảm rồi. Nhưng Gabu sẽ đến cứu mình. Bất cứ khi nào cậu gặp bất kỳ trường hợp khẩn cấp chỉ cần gọi cho tôi. Tôi sẽ lao tới ngay để cứu bạn. Đừng nhìn vào vẻ vui tươi thường ngày của tôi. Nhưng một khi tôi thật sự bày ra bộ dạng hung dữ, nhưng con sói khác đều sẽ bị xé thành từng mảnh. Không tin thì hãy nhìn đây. Khuôn mặt của Gabu khi tỏ ra hung dữ thật dọa người. Mây bỗng nhiên nhìn thấy một con sói hung dữ đang đứng ở tảng đá không xa. Vốn tưởng rằng đó chính là Gabu, nhưng khi sương mù tan đi, lúc này bé mới nhận ra kẻ đứng bên kia là thủ lĩnh sói hoang. Mây sợ hãi vội vàng trốn đi, mà sói hoang thủ lĩnh cũng đã ngửi thấy xung quanh có mùi cừu thơm ngon. Mùi thơm tỏa ra ở chính nơi này. Thủ lĩnh đại nhân, ngài đã nhìn thấy con mồi chưa? Câm mồm, nhỏ tiếng một chút, ở gần đây có cừu. À, có cừu, sẽ không phải là Mây chứ? Tôi cũng phát hiện ra một con cừu, nó ở bên kia kìa. Trông đặc biệt ngon miệng cho nên mới đặc biệt chạy đến đây báo tin cho lão đại. Cừu béo thơm ngon sao? Được, ta sẽ đi ngay. Ngươi có trách nhiệm canh gác ở nơi này. Vâng. Mây. Một con sói hoang bất ngờ xuất hiện sau lưng của Mây. Nhìn hàm răng sắc nhọn của sói hoang, Mây sợ hãi toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất. Đột nhiên một tảng đá lớn rơi xuống từ vách đá. Sói hoang sợ quá nên trốn sang một bên. Mà Gabu cũng nhân cơ hội kéo tay Mây rời đi. Đối mặt với sự truy đuổi của cả đàn sói, cả hai không còn lựa chọn nào khác là trốn vào trong hang động. Vừa rồi thực sự rất nguy hiểm. Mình lo lắng nếu có chuyện gì thật sự xảy ra với cậu thì sao? Cảm ơn cậu, Gabu. Mình gọi tên cậu, cậu thật sự chạy đến cứu mình. Đây là đương nhiên, nhưng lũ sói hoang không phải nên đuổi theo cừu mới đúng sao? Bằng cách này mới có thể có thịt cừu để ăn. Cậu nói đúng rồi. Nhưng bây giờ mình đã thay đổi rồi. Mình không thích ăn thịt cừu nữa. Mình bây giờ thích làm bạn cùng với cừu. Gabu. Sau sự việc này, tình bạn của họ càng trở nên sâu sắc hơn. Nhưng bóng dáng Gabu kéo Mây chạy trốn đều đã bị từng bộ tộc nhìn thấy. Tin tức về cừu và sói đi cùng nhau rất nhanh đã lan rộng ra cả cánh rừng. Đối mặt với những câu hỏi của tộc trưởng và sự nghi ngờ của đàn cừu, Mây không hề phủ nhận, đó là một con sói hoang, thật ra là một con sói tốt bụng. Sói hoang tốt bụng sao? Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy? Sói hoang sẽ ăn thịt chúng ta như thức ăn. Đúng vậy, đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy? Bất luận con có tin không thì trong mắt đàn sói, đàn cừu của chúng ta chỉ giống như đồ ăn mà thôi. Những con sói hoang đó phải ăn chúng ta mới có thể tồn tại. Do đó chúng làm sao có thể làm bạn cùng thức ăn được chứ? Đúng vậy, Mây, cậu nhìn những cây cỏ này đi. Chúng ta ăn cỏ còn chúng sẽ ăn thịt chúng ta.
Nếu chúng ta coi cỏ là bạn, vậy chúng ta cũng sẽ không thể ăn cỏ. Nếu không ăn, vậy không phải chúng ta sẽ chết đói sao? Mây vì Gabu mà biện minh giải thích, nhưng cả đàn cừu căn bản không tin. Đây chỉ là trò lừa của sói hoang, muốn thông qua Mây mà bắt gọn cả đàn cừu. Ở bên đàn sói cũng đang xảy ra tình huống tương tự. Gabu không chỉ bỏ trốn mà còn giúp con mồi trốn thoát. Bởi vì cừu non đối xử với tôi rất tốt, chúng tôi là anh em tốt, cậu đúng là một thằng ngốc. Cừu là thức ăn của sói hoang chúng ta, thức ăn đối xử với cậu tốt hay không thì liên quan đếch gì đến cậu. Nghe rõ này Gabu, trâu, bò, cừu, lợn, gà, thỏ đều là thức ăn của chúng ta. Nếu bạn làm bạn với thức ăn và không ăn chúng, vậy hỏi cậu làm gì để kiếm sống? Gabu bị thủ lĩnh giam cầm trong hố sâu tối tăm, nó bất lực nhìn bầu trời đêm, nhớ đến hồi nhỏ từng bị bạn bè cười nhạo, vẫn luôn là đối tượng cho cả đàn sói bắt nạt. Bây giờ Mây là người bạn duy nhất của nó, nhưng nó không thể thay đổi thân phận là một con sói của mình. Mây ở bên này cũng vô cùng bối rối, nó và sói hoang vẫn luôn không cùng loài, và bà nội cũng kể cho nó nghe một sự thật phũ phàng. Mẹ của Mây vì muốn bảo vệ nó, từng bị sói ăn thịt, Mây nghe thấy vậy rơi nước mắt hổ thẹn. Sáng sớm tộc trưởng đã tìm Mây, bảo nó lấy thân phận là bạn thân để hẹn Gabu, từ đó moi thông tin về đàn sói và kế hoạch săn bắt trong tương lai. Chỉ có làm như vậy, đàn cừu mới có thể chấp nhận nó một lần nữa. Mây đồng ý, bầy sói cũng có kế hoạch tương tự. Nếu Gabu không thể lấy được tình báo về đàn cừu, thì không thể tránh được cái án tử hình. Những lỗi lầm trong quá khứ có thể được xóa bỏ. Nhớ này Gabu, chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu mày gây rắc rối chắc chắn sẽ không được tha thứ. Kẻ phản bội sẽ bị đày ra biên giới, bị trừng phạt bằng cái chết. Đây là luật của tộc sói, mày hiểu không? Con hiểu rồi.